Món Ấn Độ do người Ấn Độ nấu thì có gì đặc biệt? Đây là nhà hàng Ấn Độ Kolkata ở quận 1. Ở đây quán của người Ấn và người Ấn đứng bếp phục vụ nên vị và trang trí cũng như là món rất là đúng chuẩn Ấn Độ. Giá món ở đây cũng khá phù hợp với vị trí cửa hàng, chất lượng món. Mình gọi xương xương tầm hơn chục món thôi. Có vài món thì rất đáng để ăn. Bây giờ mình sẽ review nha. Món đầu tiên là đậu lăng chiên giòn. Món này có vị mặn mặn giòn giòn. Mặc dù là khai vị nhưng khá là ấn tượng người Ấn ăn cà rốt, dưa leo và hành tây có vắt thêm chanh nữa, ăn lạ lắm và món mình trông chờ nhất đó là món ăn vặt đường phố rất nổi tiếng ở Ấn Độ, Pani Puri. Ở Sài Gòn thì món này không phải hiếm nhưng để do chính tay người Ấn nấu thì không có dễ tìm đâu nha. Mọi người nghe thử tiếng độ giòn của bánh này với mình nha. Món này thì gồm ở trong là khoai tây ăn cùng hai chén sốt là sốt ngọt và sốt cay. À, đợt này á, là có bạn mình người ứng đi nữa nên là cái món hầu như do bạn đó tư vấn mình chỉ có ăn thôi. Bạn đó làm cho nguyên một bàn ăn như vậy nè, rất là chuyên nghiệp đúng là món của nước người ta có khác. Bây giờ thì mình sẽ review tiếp tục những món khác được gọi trong buổi hôm nay. Có thể nó là full bàn của tụi mình luôn món ấn độ thì đặc trưng khá là cay nên để giả nhiệt mình có gọi một trà sữa ấn độ trà sữa ấn độ thì có vị quế với masala nên uống lạ lạ lắm mọi người nhưng mà ai cũng khen nha ông chồng của mình nhìn ăn thấy ngon dữ luôn á món tôm ấn độ này khá là cay nhưng mà thịt tôm á thì rất là tươi chắc thịt bày trí món ăn cũng đẹp nữa món này nhìn cứ như là gà nhưng mà nó là cá mọi người ơi ở ngoài á, thì giòn còn ở trong thì nóng và mềm vị đậm đậm có hơi mặn mặn chấm cùng xíu tương ớt hoặc là tương me ăn cuốn lắm tiếp theo là tôm chiên nhiều quá thì mình cũng không có quay hết bài trí món nữa mọi người thông cảm nha à cái này bánh nan giống như là bánh mì nhưng mà có tỏi và bơ ở trên bánh này thì có thể ăn không nhưng mà ăn cùng cà ri gà mình thấy ngon hơn rất nhiều sau cà ri gà là cà ri tôm theo cá nhân mình thì cà ri gà phù hợp với bánh nan hơn và ngon hơn một chút vị của bánh mì thì nhạt nhạt mà chấm với cà ri đậm đặc làm cho món bánh mì trở nên ngon và nó cứ hợp nhau làm sao giống như cặp đôi dành cho nhau vậy á cơm thố a à, nhầm Cơm Briyani nhưng được đựng ở trong thố Không biết sao món này thì đầu bếp bới vào tô cho từng người luôn Chứ không có để khách tự bới Chắc là nét riêng của món này Nếu bạn nào biết lý do thì nói cho mình với nha Thực sự đến đây là mọi người đã no lắm rồi á Nhưng mà vì nó ngon nên là ai cũng không ngừng lại được Cơm được nấu rất là tơi Có bạn nào để ý là hạt cơm của Ấn Độ khá là dài không? Tên tên và tổng ngày hôm nay Kết thúc buổi ăn hôm nay thì đây là quà người bạn Ấn Độ tặng cho tụi mình